Đỗ Đức Tiến, hiện đang học năm 1 là trường Bách khoa Tomsk. Và hôm nay em lần đầu tiên tham dự một cuộc thi tiếng hát chuyên hình, nhưng mà rất là run. Nhưng mà thôi em sẽ cố gắng. Em được bắt đầu. Xin mời em. Tiết yêu thương. Từ một ngưỡng lại không ai hát trong tay để nghe chiếc phố buồn hàng tuyết bay bay mới đây nó lặng còn ra vẫn chờ cô đơn trốn một tình yêu vậy khờ một thêm lại hôm bên cạnh từ đây mình mới chờ hôm kia thì cũng vậy em trong giấc ngủ em trong cơn mơ xuống đi ông còn lại sinh ra nên thơ từ mỗi tiếng trong đêm đến thì em chỉ trong cơn mơ muốn em đến bao đêm trôi qua đi mau từ ngày buồn anh mong nhớ em với tay ai xuôi buồn lại đêm không ai qua vắng tay đêm cô đơn quanh heo tìm về cơn mơ tình yêu một đồng tiền rơi em đi lên rồi một đời anh mới nhớ là sai bây giờ em bay ra xa xin yêu hôm qua em cho một đời anh hơi nhà em thích ra hôm qua trở lại để đôi mình chia hai trong một tay sẽ đắm trên cùng hôm phai đây em vẫn chờ vào màn sương mờ hôm qua không trở lại thì sẽ bên nhau thì nó thời qua chưa chan con tim yêu thương nồng nàn nơi chờ anh nghe tiếng rơi nhẹ bên nhà rơi hết vắng quỳ về một nơi xa xăm đừng tôi chẳng vội trong đêm mang theo cơn mưa vui đông rét cằm lê đôi bàn chân bước đi trên con phố dài nhẹ nhàng bông tuyết rớt trên con phố đá vàng chỉ một lần thôi muốn nghe tiếng em cười xinh như ngàn bông tuyết kia một nụ hôn trong ngày em sẽ không như bông tuyết ngàn giữ cho con đau đuôi ấm cho đôi con em gái xa rồi mùa đông qua ngàn lánh dương quay trở về ta bên nhau hát vang phố ca tuyết yêu thương. Anh tôi có hỏi em hát em đang em hát em nhìn đi đâu vậy? Em lần đầu tiên hát nên em không biết là hát phải nhìn đi đâu, nhưng mà em nhìn thường thì em không nhìn vào đâu anh. Thường á, giả sử khi mà đi ăn có cái kinh nghiệm như thế này, khi mà em hát ở MKC á, giả sử từ vòng trong em cảm thấy mình trọng tâm nhìn, thường là hàng ghế thứ 5 là em đến từ trên xuống dưới tìm cái khoảng theo cái nhìn qua là hàng ghế thứ 5 em chọn một cái ghế trọng tâm để em nhìn vào đó thì ánh mắt của mình nhìn nó sẽ xa hơn, chứ em hát em phải tiếp này tiếp này tiếp này. Đó là cái phần rap. Về cái phần rap của em á thì anh thấy rằng đó là anh nghe nhạc rap thì anh thấy rằng đó cái điều căn bản nhất của rap là dù rap nhanh hay rap chậm hay là đọc như thế nào không quan trọng, mà quan trọng phải rõ lời và không được nuốt chữ. Thì anh thấy rằng là em bị nuốt chữ, tức là đọc cái câu này em chưa đọc xong lại nuốt trong hàng dài. Đó là cái phần rap. Còn về phần hát của em thì anh xin không nhận xét. Mình có một cái góp ý ban đầu là nếu có hỏi trước ạ, nếu như được vào vòng trong thì bạn có tiếp tục hát thì ai hát có hát không? Chắc là có. Tại vì ngay bây giờ bạn có thể hát một bài nó không có hát. Mình đã hát bát nhưng mà không có nhạc là rất là khó. Cho nên là bây giờ mình muốn nghe một bài hát không có lát thì mình nghe giọng bạn nhiều hơn là mình lát. Đó là một phong cách rất là riêng cho cuộc thi năm nay. Trong cuộc thi năm nay chúng ta thấy rằng là toàn chú trọng những phong cách như là nhạc cắt vàng, nhạc vàng hoặc là những bài hát thì kiểu là chữ tình lãng mạn. Thì nếu chọn bài rap thì người ta sẽ nhớ được em nhiều hơn. Có một điểm mới. Chỉ có một đoạn thôi, không cần. Giám khảo để giúp em vì em tại vì em không nhớ tận đầu bài tuổi hồng thương anh. Mây có tóc em, bài đó lúc em? Bài tuổi hồng thương anh. Hồng thương anh là bài gì em? Hồng thương anh rồi mái trường. Câu đầu là gì? Đã đi qua rồi, còn lại chúng ta. Câu đầu là gì? Hoặc là bài cô bé một đâu cũng được. Cô bé một đâu, đừng chết lá. Hai bài giám khảo lên trước, lên phát chung với lại bạn đến. Thì đâu quá. Xin mời.
Mình bay thế nào? Chúng ta hãy chờ đợi sự kết hợp giữa bạn Đức Tín và ban giám khảo Mai Hương. Từng chiếc lá khẽ vô tư, chiếc lá liền căn xuống lòng đường ngồi nhặt chiếc lá anh nhớ về cô bé đang yêu của anh. Mùa đông đến em vẫn cười, em ước người là bông tuyết ngoài đường để được bay mãi lên thiên đường, một thiên đường tuyết rơi. Chúng ta sẽ chờ đợi kết quả sau 1 phút nữa. Cảm ơn Chào bạn.